cách sử dụng nhanh một máy đo huyết áp tại nhà như thế nào. Và Sơn xin chào bà con ha. Máy đo huyết áp tại nhà thì mình sẽ có một cái thân máy như thế này và một cái dòng quấn. Thì nếu mà như bình thường á, chúng ta sẽ có một cái hộp pin, chúng ta đựng 4 viên pin 2A đó. Còn nếu mà như có những máy á, mình sử dụng cái cục biến điện thì mình ngồi kéo ổ điện cô chú anh chị nha. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên xài pin. Thì khi sử dụng pin á, mình có thể ngồi bất cứ ở chỗ nào, trong nhà, ngoài sân, chỗ nào mình cảm thấy thoải mái thì mình sẽ được cái kết quả chính xác nhất. Tại vì khi mà mình ngồi kế ổ điện á, nhiều khi mình hồi hộp thì huyết áp nó sẽ cao hơn bình thường cô chú anh chị ha. Rồi hoặc là nếu mà như ở dưới quê ông bà mình không có xài pin được thì mình có thể sử dụng cục biến điện đó cũng được, mà mình ngồi chỗ nào mình cảm thấy thoải mái nhất nha. Rồi đầu tiên á, là cái máy thông thường nó chỉ có là đo và tắt một nút này thôi, không tắt 30 giây tự tắt. Còn có những máy là có cài đặt ngày giờ đó, thì mình chỉ cài đặt ngày giờ trước. Nếu mà như cô chú anh chị mình mua bên Hoàng Sơn á, có thể nhờ cài đặt ngày giờ trước cũng được ha. Rồi sau khi cài đặt ngày giờ thì cái máy nó đã hoạt động rồi và nó sẽ tắt màn hình, nhưng mà nó hoạt động một cách tiết kiệm pin cô chú anh chị nha. Nếu mà ở cái máy phổ thông á, thì nó chỉ đo và tắt. Còn những dòng cao cấp á, là nó có chức năng kết nối điện thoại để mình có thể lưu cái bộ nhớ này vào cái điện thoại. Thì Hoàng Sơn có từng video riêng cho những dòng cao cấp. Còn gia đình mình á, những dòng phổ thông thì chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cái dòng quấn nè, mình sẽ đeo bên trái ha. Thường thì mình sẽ đeo bên trái để gần tim thì cái độ chính xác sẽ cao cô chú anh chị nha. Cái dòng quấn thì cái cọng dây quay ra phía ngoài ha. Rồi mình cắt cái chỉ tay nè 1-2 cm, mình kéo thẳng cái dòng quấn xuống, đừng có chặt quá nha, vừa thôi, vừa kích thôi. Tại vì khi đo đó cái dòng quấn tự động nó siết lại thì cái độ chính xác mới cao, mình có thể đưa ngón tay vào được nè. Thì khi đo thì cái máy sẽ tự siết cái dòng quấn lại. Cọng dây nằm giữa tay nha, cọng dây quay ra ngoài. Rồi khi đo đó thì mình không nói chuyện, ngồi tư thế thoải mái, không căng thẳng nha. Rồi mình bấm nút đo, trong vòng khoảng 1 phút thì mình sẽ ra kết quả. Rồi cô chú anh chị nếu mà muốn đo lại lần 2 thì mình phải tháo dòng quấn ra, mình để thoải mái, khoảng 2-3 phút sau mình sẽ đo lại. Đó là được cái kết quả đơn giản nhất cô chú anh chị nha. Rồi cái máy tự động thì thường nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà nếu mà như ngoài chức năng huyết áp này nè, tim mình có loạn nhịp hay không, mình có cử động khi đo hay không, hoặc là tim mình có rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ thì máy sẽ hiện lên đây, chứ mình không có cần làm gì hết cô chú anh chị nha. Mình chỉ đọc những cái con số trên đây thôi. Mình ngồi thoải mái, không có gì căng thẳng ha. Ngồi giống như mình ngồi ở cái bàn học, bàn làm việc vậy đó. Khi đo mình cứ thở bình thường, thoải mái. Rồi sau đó mình đọc vào kết quả, mình xem là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim nó có ổn hay không. Còn trên đây là bộ nhớ, ngày giờ nhớ thì mình cũng không quan tâm. Rồi mình coi là khi đo thì tim mình nó có bị loạn nhịp hay không, tới những dòng cao cấp nha, và có cảnh báo đột quỵ hay không. Đó, nếu có thì mình sẽ đo lại thường xuyên, ví dụ như một ngày mình có thể đo vài lần, và trong 2-3 ngày đó mình có bị trường hợp đó hay không. Nếu vẫn bị thì mình có thể đi bác sĩ đi kiểm tra tổng quát, hoặc là 20 lần mà mới bị 1-2 lần thì không sao, có thể là bữa đó sức khỏe mình mệt quá, tim mình nó bị loạn nhịp một chút. Nhưng mà nếu mà đo mà thường xuyên bị thì nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát cô chú anh chị nha. Còn chức năng mà kết nối với điện thoại là chỉ để lưu bộ nhớ qua điện thoại, hoặc là mình gửi cho con cháu mình ở xa, mình gửi cho bác sĩ ở xa, thì cái đó chỉ có những dòng cao cấp mới có. Thì cô chú anh chị khi mua hoặc là khi sử dụng những dòng máy đó thì có thể liên hệ Hoàng Sơn hoặc là xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây nha. Vài thông tin chia sẻ cùng cô chú để biết thêm thông tin chi tiết của từng dòng máy nè, cách lựa chọn máy như thế nào, khắc phục lỗi tại nhà như thế nào, thì mình có thể liên hệ Hoàng Sơn nha. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt.